Chào tất cả các bạn quay trở lại với video tiếp theo của mình. Chào bạn. Thì hôm nay mình sẽ cho mấy em ở đây đi xây. Hôm nay anh Thái cho em đi phụ hóa. Đúng rồi đấy, nhìn thấy anh xây dở cái chuồng lợn, chắc là anh Thái cho cả team mình đi xây cái chuồng lợn rồi. Anh cho mấy đứa đi phụ lúc nào, anh nói lúc nào. Mà mấy đứa đi xây chuồng lợn, mấy đứa có xây được không? Hay là xây chuồng lợn này ra chuồng chó? Thế vừa anh Thái bỏ cho bọn em đi xây xong. Mà mấy cái phụ hộ bốc vác bẩn bẩn thế này làm sao mà làm được? Vấn đề không phải ở đấy, mà cho mấy đứa đi xây chưa chắc mấy đứa đã làm được. Công việc nào thì nó cũng cao quý và nó cũng sạch sẽ nếu mà công việc đó nó mang lại cái giá trị cho bản thân, gia đình và cho xã hội nữa. Nhưng mà cái vấn đề đây ấy là mấy đứa còn yếu, còn sức khỏe không có, còn kém làm sao mà làm được. Nhưng mà vất vả khổ lắm anh Thái à. Công việc nào ấy thì nó cũng có cái vất vả và sung sướng riêng. Như anh làm YouTube ấy thì mọi người nhìn sẽ bảo là anh rất là sướng, nhưng mà mọi người nhảy vào làm xem rồi sẽ biết là nó khổ ở chỗ nào đấy. Đúng rồi, hôm nào ông thấy anh Thái làm cắm mắt cắm đít vào, mỗi ngày ngủ 18 tiếng. Ai nhầm, mỗi ngày làm 18 tiếng các bạn ạ, kinh lắm. Làm công việc nào thì mới biết được cái công việc đó nó rõ như thế nào thôi. Thế hôm nay anh Thái bỏ đi xây cái gì? Hôm nay anh cho mấy đứa đi xây nhà. Bình tĩnh, nhưng mà không phải là đi phụ hồ. Mà mấy đứa không thể làm bằng sức lực được, bằng cái sức khỏe được, thì mấy đứa làm bằng đầu óc. Hôm nay chúng mình sẽ chơi đồ chơi Lego. Mình mới mua được mấy cái bộ đồ chơi Lego về. Hôm nay anh sẽ cho mấy đứa chơi thử thách sáng tạo lắp ghép Lego. Đấy. Thế rồi. Có chia đội không anh? Có chia đội chứ, bây giờ đi theo anh để nhận Lego đã. Đó. Thì đây, mình có mua hai bộ đồ chơi này với 1.000 chi tiết, tha hồ cho mấy đứa sáng tạo lắp ghép. Trước khi tiến hành vào lắp ráp ấy thì chúng ta phải chia đội đã. Bắt cặp với nhau đi. Mấy đội hả anh? 3 đội. Em với Vinh. Em với Vinh. Trời ơi, em với Thảo cũng được. Không đâu. Sao? Nói đi về đội anh à? Thì em hỏi anh nhá, đéo với điên thì vào nhau thì thành gì? Thành điên gì? Thế em với anh vào đội nhau điên lắm. Ừ nhỉ. Thế Thảo về đội nào? Em với Vinh đi. Ôi giời, thế tao mới lại thắng rồi cũng đã. Lại thắng rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu lắp ghép và theo 3 cái hình mà anh sẽ đề xuất ở đây, và 3 đội sẽ chọn những cái hình mong muốn và lắp ghép nha. Ôi giời ơi. Ôi giời. Rồi, bây giờ chạy vào trong hè, mưa đi vào hè lắp. Cái này lắp đâu chẳng được. Mình dùng tay lắp mà. Đổ Lego ra đi mấy đứa ơi. Vâng. Xếp hình đi anh Thái. Trước khi lắp ghép nhặt tàu hộ anh gái, mấy đứa nhìn đi. Rồi, đây như thế này. Nó đổ cả vào mũi mình. Mày đặt ngơ, bây giờ phải đi vơ từng hạt thôi. Thế này thì lắp hình gì đây hả anh Thái? Lắp cái nào dễ mà anh Thái à? Thì em thì khó lắm chất chứ anh Thái. Mình sẽ có 1.000 chi tiết Lego ở đây. Thì cái bộ Lego này nó không giống những cái bộ Lego mà hay bán ở My Kingdom đâu các bạn ạ. Đây, cái này là nó chỉ có một chi tiết giống hệt nhau như thế này. Có một cái tờ hướng dẫn này có rất là nhiều hình ở đây đã lắp sẵn. Đó, từ đơn giản đến phức tạp. Tha hồ cho mấy đứa sáng tạo nha. Bây giờ ba đội thích lắp cái gì nào, mình sẽ chọn để anh chọn ra ba cái món. Từ em chọn trước đi anh ơi. Từ từ, anh sẽ chọn máy bay này, ngôi nhà này và thú cưng. Đấy, mấy đứa thích chọn cái nào nào? Món nào, đôi nào? Em. Rồi, em đi. Thôi, ưu tiên Sửu Nhi trước đi. Bây giờ đội này muốn chọn hình gì đây? Vinh, mình muốn lắp ngôi nhà không? Ủa? Anh Thái ơi, đội em thống nhất là gấp máy bay đi. À? Mình lắp thú cưng đi. Chứ tao thấy ngôi nhà khó quá. Ừ, thú cưng đẹp đấy. Anh Thái ơi, bọn em lắp cái con thú cưng này nha. Trời đất ơi, em thấy có nhà nào nuôi hươu ở trong nhà không hả? Mà lắp con hươu. Thú cưng chỉ có con cún này thôi, lắp con chó nha. Thế còn đội bên này, đội mỗi em ngôi nhà thôi, không cần phải chọn lắp ngôi nhà đi. Vâng. Gạch ngói lặng thì mình xin đua. Chứ mấy cục Lego bé bé như quả chuối hồng tông này mình nắm gần ai. Thôi mày đừng có mà xàm. Chuối của tao để quật gãy răng của mày đấy. Làm đi. Ghê thế cơ. Thế cho tao. Nhưng mà lắp quyết trên máy bay để ta lắp cánh được. Mình sẽ lắp cánh này nha các bạn. Mình nhìn cái cánh này giống dấu cộng nhưng mình sẽ lắp dấu cộng nha các bạn. Tại lấy màu đó một tí. Cái đoạn ấn vào hơi khó các bạn ạ. Đấy, mình xong một cái cánh rồi này. Cái cánh này khá đơn giản thôi các bạn ạ. Mình xây nhà cũng như mấy bác thợ xây thôi. Cũng xây từ móng lên các bạn ạ. Ây dồi. Đã xong một cái chân chó. Mình xong cái dấu cộng rồi, bây giờ mình sẽ lắp cái đuôi nha các bạn. Cái đuôi có hình dấu cộng như dấu cộng bé. Rồi bây giờ mình lắp thôi. Có màu trắng đây các bạn ơi. Nên bây giờ mình sẽ tìm màu trắng để mình lắp. Rồi lắp thôi. Đít của máy xong chưa? Đầu của tao xong rồi này. Tao chưa xong. Đợi đít của thằng Thảo xong mình sẽ lắp đầu mình. Lắp vào đít thằng Thảo nha các bạn.
Cái Lego này cứng quá, tháo ra tháo vào đau hết cả tay. Làm hơi khó. Đâu tay thì dùng cái khác để tháo đây này. Méo Lego nha mày. Méo Lego là còn may đây. Tí răng nó mà cắm vào Lego là chết rồi ấy. Không lắp được nữa đâu. Anh em, thôi đổi đi, làm mình khác đi. Bọn nó làm gần xong rồi, bọn mình vẫn còn may hai cái đuôi con chó đây này. Hay là bọn mình đổi sang cái lắp cối xì gió đi. Ừ, cũng được. Đâu mày đưa ra xem mình đấy à? Đấy. Cũng thế, thôi bắt tay vào làm thôi. Đội bên kia làm xong hết rồi các bạn ạ. Còn mỗi đội mình thôi. Bọn mình làm cái nhà 2 tầng, làm xong được mỗi cái tầng 1 rồi. Xong rồi bọn mình phá đi. Bọn mình quyết định làm một cái nhà cấp 4 thôi, cho nó nhanh. Rồi xong rồi, bên đứa đầu ơi. Đây. Tao mà đưa cái đầu máy bay mà. À đây. Bây giờ bọn mình sẽ cầm cho anh Thái chấm điểm thôi. Đi. Có xe gió của bọn mình này. Máy bay của mình này. Nhà này. Bây giờ mình xem là mấy đứa làm đẹp như thế nào nha. Đầu tiên là con chó đội ánh mèo nha. Có xe gió anh ơi, bây em chuyển rồi. À chuyển rồi à. Con chó lắp khó quá. Ờ đây, đây là cái cối xe gió đúng không? Vâng. Cứ tưởng con chó có cánh. Rồi, đẹp đấy chứ hả? Mình nhìn sơ qua thì thấy hình nào cũng đẹp luôn đó. Ở đây một chiếc cối xay gió nè. Anh ơi, là mẫu hình. Không xoay được ta. Mẫu hình thôi anh ạ. Rồi đúng rồi. Rồi cái này chỉ là mẫu không xoay được các bạn ạ. Rồi. Xoay đi. Đấy, đây là một chiếc cối xay gió được lắp ghép từ bao nhiêu mảnh? Tầm 500 mảnh ấy anh ạ. Trời gớm mẹ. Vâng. Bằng này còn 500 mảnh á. Cũng ghê đấy. Từ đây nó bé mà tận 500 mảnh. Tiếp theo, cái này mình chấm được 9 điểm. Yeah. Từ đầu mà chọn cái này sẽ được 10 điểm ấy, nhưng mà thay đổi hình mẫu mà không xin phép. Trừ 1 điểm. Đấy, tiếp theo. Bên này là máy bay anh ạ. Máy bay hả? Xoay đi chứ hả? À, cái này máy bay thì không xoay. Ôi trời ơi. Máy bay thì phải bay chứ hả? Vâng. Không bay được anh ạ. Bay đi, bay được chứ. Víu. Đấy,
bay được chưa? Đầu máy bay chiến đấu, còn đít thì máy bay trực thăng. Bạn đâu đây súng nói đấy. Ôi súng bắn bay cánh luôn hả? Xét theo mô hình thì khá là đẹp các bạn ạ. 9 điểm. Yeah. Tại vì là hình này nó dễ các bạn ạ. Thế còn một điểm nữa đâu anh Thái? Tại vì là hình này nó dễ thì điểm tối đa nó chỉ là 9 điểm thôi. Tiếp đến là chúng ta cùng chiêm ngưỡng cái thủ công của đội Cún và Tùng đi chứ hả? Đẹp đấy. Đẹp chứ? Đẹp đấy. Thủ công này có tận 2 cửa. Đây một cửa này. Wow. Cái đá không? Ồ, thủ công cháo lòng. Môn nào cũng chơi hết các bạn ạ. Mạnh ấy. Rồi, nhà này đây là cái gì? Bờ thành ấy, cái này. Wow. Em xếp tiền 1 tỷ cái hình logo này lắp vào đây. Cái này đến 1 tỷ ông điêu vừa thôi. 1 tỷ mà đi. Bờ thành này kiểu nuôi nhiều chó, không cần mở cửa chó vẫn đi ra ngoài đái được các bạn. Đúng rồi, quả nhà không lối thoát này cũng đẹp đấy. Đẹp vào mấy điểm anh này? Tất nhiên rồi, 10 điểm. Wow. Rồi. 1 triệu. Rồi vậy là mình đã chấm điểm xong rồi đấy. 1 triệu. Hôm nay là chúng ta chấm điểm theo cái dạng tinh thần thôi, làm gì có tiền. Mấy đứa đừng có cái gì cũng tiền, đúng không? Nhưng mà hôm nay mấy đứa lắp ghép cái bộ Lego này cảm thấy như thế nào? Đau tay anh ạ. Đau tay quá. Đau tay đúng không?